Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, đã có 2 cơ sở sản xuất rượu bị phạt hành chính với tổng số tiền là 12 triệu đồng. Trong 7 ngày, đoàn thanh kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở, trong đó xử phạt hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất rượu, đó là cơ sở rượu Nguyên Nhanh và cơ sở rượu Thành Thêm, đều có địa chỉ tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Mỗi cơ sở bị phạt 6 triệu đồng do vi phạm không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, đóng gói và các khu vực phụ trợ liên quan. Đồng thời, lấy mẫu rượu sản xuất của 2 cơ sở này để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm. 10 cơ sở còn lại được kiểm tra trong đợt này đều có đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo luật định.